người đã quay trở lại với channel của mình và chúc mừng năm mới 2016. Bây giờ khi mà nói đến câu này thì mình vẫn không thể tưởng tượng được là năm 2015 đã kết thúc rồi. Và khi video này lên sóng thì có lẽ là phải qua một tuần của năm mới rồi ấy. Trước khi bắt đầu video này thì mình chỉ muốn nói là cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình trong năm vừa qua, bởi vì thực sự năm vừa rồi là năm mà mình nhận thấy là mình có nhiều sự thay đổi nhất và cũng là lúc mà mình dành nhiều thời gian cho cái YouTube channel này nhất. Nên là những cái mà mọi người nói hoặc là những tin nhắn mọi người gửi thì mình đều rất là biết ơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Quay trở lại với video ngày hôm nay thì nếu mọi người đã quen thuộc với channel của mình rồi thì mọi người cũng biết là mỗi tháng một lần hoặc là hai tháng một lần mình sẽ làm một video để nói về những sản phẩm mà mình đã yêu thích trong tháng đấy. Nhưng mà trong video ngày hôm nay, nhân dịp năm mới thì sẽ đặc biệt hơn. Đấy là mình sẽ nói về những sản phẩm mà mình đã yêu thích trong cả năm 2015. Và mọi người biết là mình là một người rất là thích sưu tầm make up, nên là để mà gói gọn trong tất cả những sản phẩm ngày hôm nay thì là một điều thật sự khó khăn. Nhưng mà đây là những sản phẩm mà mình yêu thích nhất và mình đã dùng nhiều nhất trong năm vừa rồi. Và mình mong là video này sẽ giúp cho mọi người, nếu mọi người muốn mua một sản phẩm gì đấy mới trong năm 2016 này. Mình sẽ chia video này ra làm hai phần. Ngày hôm nay thì sẽ là về make up và video lần sau thì sẽ là về skincare. Bởi vì nếu mà mình nói về cả hai thì chắn là ít nhất phải từ 30 phút đến 45 phút. Vì video này là cả năm nên là có thể sẽ khá là dài, nên là mọi người có thể dừng video này và sau đấy đi lấy bánh kẹo, nước ngọt, bánh ngọt, tất cả các thứ để mọi người có thể ngồi xuống và nghe mình nói về những sản phẩm mà mình yêu thích trong năm vừa qua nhé. Trong video này thì mình sẽ nói theo thứ tự những thứ dùng ở trên mặt. Và đầu tiên không thể quên đấy chính là kem lót. Rất nhiều bạn đã hỏi mình là tại sao khi mà dùng make up ở trên mặt thì cái lớp nền của mọi người không giữ được lâu và nó đổi màu rất là nhanh. Thì cái quan trọng nhất đấy là mọi người phải dùng kem lót. À, và mọi người lưu ý là ở trong video này thì mình sẽ cố gắng nói một dòng high-end và một dòng drugstore để cho những bạn nào mà không dùng những đồ high-end thì có thể có những sự lựa chọn khác nữa. Cái đầu tiên mình có ở đây là của Hourglass và cái này là Veo Mineral Primer. Sản phẩm này thì chắc chắn mọi người đã rất quen thuộc ở trên channel của mình rồi. Cái kem lót này mình thích ở chỗ nào? Đấy là khi mà dùng ở trên mặt thì nó làm cho da mình được dưỡng ẩm rất là tốt. Cái này thì mình thấy đặc biệt quan trọng là vào mùa đông như thế này, bởi vì da mình mặc dù là da hỗn hợp thiên dầu nhưng mà vào mùa đông thì nó cũng rất là khô, nhất là với thời tiết ở bên này. Với cả một điều nữa, đấy là khi dùng kem lót này thì nó sẽ làm cho da mình được sáng hơn. Mình cảm giác là khi đi ra ngoài đường chẳng hạn thì cái ánh sáng nó sẽ tập trung vào mặt mình nhiều hơn, tạo cho da mặt mình có cảm giác nó sáng hơn và nhìn có nhiều sức sống hơn. Cái này, một cái full size của nó thì là 55 đô, và một cái mini size này thì mình cũng dùng được vài tháng nay rồi, bởi vì như mọi người biết đấy, nếu mà cái gì đắt tiền quá thì mình sẽ không dùng hàng ngày đâu, mình kiểu lúc nào quan trọng lắm thì mới dùng ấy. Nhưng mà về lâu về dài thì có lẽ là mình cũng sẽ mua full size của cái này thôi. Kem lót thứ hai là của drugstore và cái này là Maybelline Master Prime by Face Studio. Sản phẩm này, cái dòng Master Prime này thì có 3 loại. Cái đầu tiên là màu trắng thì không có tác dụng gì kiểu kinh khủng lắm, nó chỉ là giữ cho lớp make up được lâu hơn thôi. Cái thứ hai là màu hồng, nó làm cho lớp da của mình được sáng hơn, ví dụ như da bạn nào mệt mỏi, thiếu sức sống chẳng hạn. Cái thứ ba này là cái màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây thì nó có tác dụng là sẽ làm trung hòa những cái nốt đỏ ở trên mặt của mình. Và mọi người biết là da mình bây giờ thì không có nhiều mụn lắm, tuy nhiên là nó có những cái vết thâm mụn chẳng hạn, hoặc là những cái mụn nào mà mới lên ấy thì nó sẽ rất là đỏ. Thì cái màu xanh ở trong này nó sẽ làm trung hòa. Lúc mà mới mua cái này ấy thì mình chỉ nghĩ đến có tác dụng đấy thôi. Nhưng mà khi mà dùng ở trên mặt lần đầu tiên thì mình đã cực kỳ sốc, bởi vì nó làm cho da mình cái lỗ chân lông nó bé hơn một chút này. Và cùng một lúc nó không làm cho da mình bị khô, nó làm cho da mình kiểu rất là mềm mịn ấy. Khi mà dùng xong thì mình đảm bảo là tất cả các lớp nền đi sau đấy đi lên cái kem lót này sẽ rất là đẹp. Và cái này thì mình nhớ không nhầm là nó có giá từ 7 đến 8 đô gì đấy. Tất cả những sản phẩm mà mình nói hôm nay thì mình sẽ link ở dưới cho mọi người có thể xem giá cũng như là review ở trên các trang web nhá. Sau khi đã dùng kem lót rồi thì đến kem nền. Kem nền high-end đầu tiên mình có là Guerlain Invisible Skin Fusion Foundation. Và cái này là cái foundation đắt tiền nhất mà mình dùng từ trước đến giờ. Cái này mình nhớ không nhầm là có giá 62 đô. Trước khi mua cái này thì mình đã đọc rất nhiều review ở trên Sephora, mình đọc rất nhiều review trên các trang web khác nữa, và mình đã quyết định đầu tư vào em này. Em này mình thích ở đặc điểm đấy là nó che phủ rất là tốt. Cái lớp đầu tiên mọi người dùng thì sẽ che phủ ở mức trung bình, lớp thứ hai thì có thể là che phủ hoàn toàn luôn.
nhưng mà nó không làm cho da mình bị quá dày, tức là cái lớp nền của nó rất là mỏng mịn và nó làm cho da mình bóng nữa. Nên nếu mọi người đang muốn đầu tư tiền vào một cái foundation nào mà đắt tiền một chút thì mình nghĩ là nên thử sản phẩm này. Sau khi dùng cái này thì mình cũng thử rất nhiều cái foundation đắt tiền khác rồi, nhưng mà đây có lẽ là cái mà mình thích nhất. Tiếp theo nói về kem nền của dòng drugstore thì đây là một cái mà mình mới dùng được khoảng từ tháng 9, tháng 10 gì đấy nếu mình nhớ không nhầm. Và mình thực sự kiểu bất ngờ khi mà dùng cái này ở trên mặt. Và đây là kem nền Maybelline Matte & Poreless Fit Me Foundation. Dòng này thì lúc mà mình mua mình nghĩ nó chỉ có tác dụng là làm cho da mình không bị dầu. Bởi vì mình nhớ cái này mua thì cũng là hồi mùa thu ấy, thì da mình nó vẫn hơi dầu. Nhưng mà khi mà dùng nhá, nó làm cho cái lỗ chân lông của mình được se khít là một. Cái thứ hai là khi mà mọi người dùng đến hai lớp thì nó có thể che phủ hoàn toàn những cái thâm mụn mà mình có. Cái thứ ba đấy là mặc dù nó là thuộc dòng matte, tức là lì, nhưng mà nó không làm cho mặt mình bị quá dày đâu. Bởi vì khi mà mình nghĩ đến matte foundation thì mình luôn nghĩ là nó sẽ hơi dày hoặc là nó sẽ làm cho mặt mình kiểu hơi kiểu khá to ấy. Nhưng mà cái này thì hoàn toàn không có chuyện đấy. Nó làm cho mặt mình rất là tự nhiên và nó giữ ở trên mặt cực kỳ lâu. Hơn nữa là cái dòng Fit Me này thì có hai loại. Đấy là một loại là Matte & Poreless và một loại là Dewy Skin thì phải. Nên là nếu mọi người mà da dầu thì nên dùng cái Matte & Poreless này. Nhưng mà nếu mọi người là da khô chẳng hạn thì vẫn còn những sự lựa chọn khác nữa. Sau khi đã dùng kem nền rồi thì đến kem che khuyết điểm. Kem che khuyết điểm thì mình đã làm riêng một video để nói về tất cả các loại kem che khuyết điểm mà mình đã dùng trong suốt vài năm nay, những cái nào mình thích, những cái nào mình không thích rồi. Nên nếu mọi người chưa xem thì mình sẽ để link ở dưới để cho mọi người có thể xem nhá. Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói qua một chút về ba loại mà mình nghĩ là tốt nhất và mọi người nên mua nhất. Cái đầu tiên là cái kem che khuyết điểm cho mắt. Và loại này nếu mọi người theo dõi channel của mình thì mọi người không thể không biết được, bởi vì hình như đây là cái mà duy nhất mình dùng cho che khuyết điểm ở mắt và đây cũng thuộc dòng drugstore. Mình sẽ để cho mọi người 5 giây để mọi người xuống phần comment và đoán xem là sản phẩm mình sắp nói đến là cái gì nhá. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là Maybelline Instant Age Rewind. Mình thề với mọi người đây là cái kem che khuyết điểm mà mình nghĩ là tất cả các beauty guru ở trên YouTube đều đã dùng rồi. Cái này mình không biết là cái chất ở trong nó có khác gì những loại kem che khuyết điểm khác của Maybelline không, nhưng mà khi dùng ở trên mắt ấy thì nó che được hoàn toàn cái vết thâm ở mắt là một. Thứ hai là nó không bị đi vào những cái nếp nhăn ở trên mắt. Đấy là cái cuối cùng mọi người muốn khi mà dùng kem che khuyết điểm. Ví dụ che được vết thâm xong tự nhiên lại nhìn thấy hết nếp nhăn ở mắt thì cũng không đẹp một chút nào đúng không? Thì cái này nó không làm cho cái vùng dưới mắt của mình có vấn đề đấy. Khi mà dùng cái đầu này của cái kem che khuyết điểm này thì mình cảm giác như là nó đang massage ở dưới mắt mình ấy, nên là rất là thích. Và cái này giá của nó cũng rất là rẻ nữa, có thể tìm thấy được ở tất cả các cửa hàng drugstore ở bên Mỹ này. Hai loại kem che khuyết điểm mà thuộc dòng high-end để có thể che được thâm mụn và mụn mà mình yêu thích nhất, đấy chính là NARS Radiant Creamy Concealer và Makeup Forever Full Cover. Hai cái này thì mình đã giải thích rất kỹ lý do tại sao mình thích ở trong cái video đấy rồi. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ muốn nói rõ hơn, đấy là nếu mà phải chọn để đầu tư tiền vào một trong hai cái kem che khuyết điểm này thì mình sẽ chọn cái nào. Mình sẽ chọn cái Makeup Forever Full Cover này bởi vì sao? Bởi vì cái thiết kế vỏ ngoài của nó, tức là một cái này, hai cái này thì cũng tương đương tiền với nhau, mình nhớ không nhầm là như thế. Nhưng mà khi dùng ấy thì cái này là dạng tuýp nên là mọi người có thể lấy ra được rất là dễ dàng và có thể dùng đến những giọt cuối cùng thì nó sẽ kiểu bỏ tiền hơn ấy. Nhưng mà cái NARS Radiant Creamy Concealer này thì nó là dạng có cái đầu cọ như thế này, nên là khi mà kể cả dùng hết hay chưa thì mọi người cũng không thể rõ được ấy, nên là nó sẽ hơi bị tốn tiền hơn một chút. Thì đấy là suy nghĩ của mình về hai loại kem che khuyết điểm vừa rồi. Sau khi đã dùng nền kem che khuyết điểm thì sẽ đến phấn phủ, bởi vì mọi người không muốn là những cái công việc mà mình vừa mới làm trên mặt nó sẽ trôi đi hết trong vòng vài tiếng đồng hồ đầu đúng không? Thì cái phấn phủ mà mình có ở đây là Laura Mercier. Cái này mọi người mà hay xem YouTube thì chắc chắn là các beauty guru nào cũng có một hộp như thế này. Và bây giờ thì mình vẫn chỉ dùng cái hộp nhỏ như thế này thôi, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên mình sử dụng phấn của Laura Mercier. Và trời ơi, lần đầu tiên mình sử dụng nó mình kiểu bay lên thiên đường luôn ấy. Bởi vì cái hạt phấn của nó rất là mỏng và nhẹ, và
Và mình không biết là ở trong này có cái gì, nhưng mà nó làm cho cái phần ở giữa khuôn mặt mình ấy, nó rất là, nó nhìn nó mềm mịn ấy, chứ nó không bị dày như là dùng phấn bình thường đâu. Chỉ có một điều đấy là vì nó ở trong cái hộp như thế này nên là nó sẽ hơi bừa một chút. Nếu mà mọi người mang đi du lịch chẳng hạn thì nhớ phải đậy nắp thật chặt, bởi vì một khi cái này mà nó bung ra thì nó sẽ kiểu be bét hết cả. Cái này thì cái hộp to của nó có giá đắt hơn, nhưng mà mình nghĩ là cái này đắt nhưng mà thực ra nó lại không đắt, bởi vì mọi người thử nghĩ xem một cái loại phấn phủ thì mọi người dùng bao giờ mới hết. Và mình chỉ có một loại bé như thế này thôi mà mình cũng phải dùng được khoảng 2 tháng nay rồi. Nên là cái này cũng là một trong những sản phẩm đắt mà sát ra miếng, tức là đắt nhưng mà lại kiểu không đắt. Mọi người hiểu ý mình không? Loại phấn phủ thứ hai thuộc dòng drugstore mà mình đã được chị Loan từ Love at First Shine tặng. Đây chính là Elf High Definition Powder. Cái này thì mình đã nhìn thấy rất nhiều lần ở trong Walmart cũng như là Target rồi, nhưng mà mình kiểu chưa bao giờ mua ấy, bởi vì mình nghĩ là mình không tin cái Elf này lắm. Mình dùng rất nhiều cái chổi của Elf, nhưng mà thực sự là make up của Elf thì mình chưa có dùng nhiều. Nên là khi mà chị Loan tặng cái này thì mình đã dùng suốt từ cái hôm được tặng đến giờ, tức là mình đã dùng được khoảng 2 tuần nay rồi. Và mình thấy cái phấn này nó rẻ nhưng mà nó lại cực kỳ tốt. Tức là khi mình dùng ở trên mặt thì nó không bị dày, bởi vì cái hạt phấn của nó rất là mỏng. Và ở trong này thì nó có một cái mousse nữa, nên là mọi người có thể dùng cái mousse này để có thể dặm lên trên mặt ấy, thì nó sẽ làm cho cái lớp phấn nó được tán ra đều hơn. Và khác cái Laura Mercier, tức là nó có một cái phần lưới ở đây ấy, nên là nó sẽ không làm cho cái hạt phấn nó bị bay lung tung ra ngoài quá nhiều. Tức là bởi vì nó không phải là phấn nén nên nó cũng sẽ rất lộn xộn, nhưng mà nó sẽ đỡ hơn là cái Laura Mercier kia. Và như mọi người biết rồi đấy, Elf thì là một hãng ở bên Mỹ mà nó rất là rẻ. Nên là nếu mà mọi người đang eo hẹp về kinh tế hoặc là muốn tiết kiệm tiền ấy thì có thể dùng cái này. Tiếp theo là đến phần kẻ mắt. Và hai chỉ kẻ mắt mình sắp nói tới đây thì cũng là hai cái mình nói đến ở trong video những bước đánh mắt cơ bản rồi. Hồi xưa thì cũng như mọi người, mình gặp rất nhiều vấn đề khi mà dùng bút kẻ mắt. Đấy là khi mà đánh cái mí mắt ở trong ấy thì chỉ khoảng 15-20 phút sau thôi là nó sẽ bị lem hết xuống dưới. Bởi vì mắt mình thì cũng là thuộc dạng kiểu nó bị chảy nước mắt hơi nhiều. Và đây là hai cái mà mình nhận thấy là không có vấn đề đấy. Cái thứ nhất thuộc dòng drugstore, đấy là Revlon Color Stay. Và cái thứ hai là It Cosmetics Waterproof Gel Eyeliner. Hai cái này là hai cái mà mình dùng và mình hoàn toàn không có vấn đề mà nó bị lem xuống dưới. Mặc dù cái Revlon này khi mà mình tẩy trang ấy thì nó sẽ dễ hơn một chút, nhưng mà cái màu của nó lên không được đậm như là cái It Cosmetics này. Cái It Cosmetics này khi mà mình dùng ấy thì nó kiểu đen xì ở trên cái phần mí mắt luôn, chứ nó không phải là đen kiểu vừa vừa đâu, mà không cần ấn bút mạnh, chỉ cần dùng rất nhẹ thôi là nó đã làm cho mắt mình được to hơn rồi. Và cái này khi mà tẩy trang ấy, nó dính đến mức mà khi mà tẩy trang cực kỳ khó luôn. Khi mà tẩy trang thì kiểu mắt, cả cái khuôn mặt của mình nó sẽ đen xì. Tức là nó lên mắt cũng rất là dễ, nhưng mà khi mà tẩy trang thì cực kỳ khó. Thì trong năm vừa rồi để kẻ mí mắt trong thì hai loại này là hai cái tốt nhất mà mình đã dùng. Tiếp theo là một thứ mà mình không thể thiếu trước khi ra ngoài đường. Tức là trước khi ra ngoài đường kể cả không làm gì mình vẫn phải dùng. Đấy chính là mascara. Và cái này mình không nói chắc chắn mọi người cũng biết, bởi vì mình đã dùng được hơn một nửa năm nay rồi. Và nếu mọi người không biết thì mọi người nên biết, bởi vì cái này là cái mascara tốt nhất là mình từng dùng. Và giá của nó cũng rất là rẻ nữa. Đây chính là Maybelline Lash Sensational. Cái này thì mình đã dùng, mình nhớ không nhầm là từ hồi tháng 6, tháng 7 gì đấy. Bởi vì mình nghe mọi người trên YouTube review rất là nhiều. Nó làm cho lông mi của mình cực kỳ dày và dài. Từ trước đến giờ thì lông mi của mình cũng khá là dài ấy, nhưng mà nó lúc nào chỉ bị mọc thẳng xuống ấy. Và mình nghĩ đây là một vấn đề rất nhiều của mắt người châu Á, bởi vì kiểu lông mi kể dài đến đâu ấy thì nó vẫn kiểu thẳng xuống như thế này, nên là nhìn nó không được to. Và từ khi mình dùng cái này chỉ cần một lớp thôi, và hôm nào kiểu phấn khích quá thì mình dùng đến lớp thứ hai. Nhưng mà mình không biết phải nói cái gì về sản phẩm này cả, vì mình chỉ biết nó rất là tốt và mọi người nên thử cái sản phẩm này. Bây giờ mình mới để ý là hầu hết tất cả các loại drugstore mà mình vừa nói thì đều là của Maybelline. Mình không biết tại sao nhưng mà hầu hết những cái gì mà mình dùng tốt ấy, nhất là ở trên da mặt, thì đều là từ Maybelline mà ra hết.
Nói đến những người thích make up thì không thể không nói đến những cái bảng mắt, bảng má, bảng highlight, bảng bronzer. Và ở đây thì mình có 3 loại mà mình đã yêu thích nhất trong năm 2015 vừa qua. Đấy là một bảng mắt, một bảng má và một bảng highlight. Bảng mắt thì là cái khó nhất mà mình nghĩ mình phải chọn, bởi vì bảng mắt thì hầu hết là những cái mình thích thì mình mới mua. Nên là ngày hôm nay thì mình sẽ chọn theo tiêu chí là vừa đẹp vừa tiện dụng và cái nào mà mọi người nên đầu tư tiền nhất. Và người chiến thắng ngày hôm nay chính là Lorac Pro. Cái này thì mình đã muốn mua từ năm 2014 rồi, nhưng mà cho đến tận tháng 8, tháng 9 năm 2015 mình mới dám mua. Và cái này mình thấy nó tốt bởi vì sao? Bởi vì ở đây thì nó có sự cân bằng giữa màu lì và màu nhũ. Mình là một người không muốn mua một cái bảng mắt nào mà nó có quá nhiều màu nhũ, bởi vì như thế nó sẽ rất là khó để pha những cái màu mắt vào với nhau và nó sẽ làm cho mình kiểu nhiều khi không biết là phải làm thế nào để đánh cho nó đẹp. Nên là khi dùng cái bảng mắt này thì nó sẽ không làm cho mình bị kiểu quá rối rắm ấy, bởi vì nhiều khi nhũ quá thì cũng không đẹp nhưng mà lì quá cũng không đẹp, đúng không? Ở trong này thì nó có sự cân bằng giữa cả hai cái đấy. Cái thứ hai là về cái vỏ ngoài, nó rất là mỏng. Mọi người mang đi đâu, mang đi du lịch cũng rất là dễ. Khi mà đi du lịch ấy thì mình nghĩ là chỉ cần mang một cái bảng mắt này thôi là đủ, không cần mang một cái gì nhiều hết. Trong này màu đánh hốc mắt cũng có, màu đánh bầu mắt cũng có, màu highlight cũng có. Mọi người thậm chí có thể dùng những cái màu highlight ở trong này để highlight trên mặt của mình nữa. Nên là nếu mọi người muốn mua một cái bảng mắt ở trong năm 2016 chẳng hạn thì mình khuyên chân thành là nên thử cái bảng mắt này. Nhất là cho những bạn nào mà rất là đơn giản, muốn chỉ có 1-2 bảng mắt thôi, thì đây là một trong những cái bảng mắt mà mình cực kỳ recommend. Tiếp theo là một palette phấn má. Và cái này thì không cần phải hỏi nhiều, mình chấp nhận sự thật, đấy là mình bị nghiện cái bảng má này. Từ hồi mình có cái bảng má này đến giờ thì mình chỉ dùng bảng má này thôi, mình không dùng cái gì hết, đi đâu cũng chỉ mang cái này thôi. Đấy chính là Tarte Bling It On mà mình đã nói đến ở trong cái Sephora haul vài tháng trước đây. Ở trong bảng má này thì có tổng cộng 5 màu. Và mọi người biết là cái bảng má của Tarte mà của Amazonian Clay ấy thì nó rất là đắt rồi. Mình chỉ có đúng một cái và mình đã làm vỡ. Từ hồi đấy không bao giờ dám mua nữa bởi vì nó quá đắt. Cho nên là đến cái mùa holiday vừa rồi khi mà nó ra cái bảng má này thì mình đã phải mua. Và từ hồi đấy giờ mình chỉ dùng cái này thôi. Mình không biết là bây giờ trên Sephora mọi người có thể mua được cái này nữa không, nhưng mà nếu mọi người vẫn còn có thể mua được thì mình khuyên chân thành là nên mua ngay đi, đừng chần chừ gì nữa, bởi vì mọi người sẽ không phải hối tiếc đâu. Nói về highlight trong năm vừa rồi thì năm vừa rồi là năm mà mình dùng nhiều highlight nhất từ trước đến giờ. Từ xưa đến giờ mình không bao giờ tin về highlight đâu, mình chỉ muốn kiểu highlight nó rất là nhẹ nhàng thôi và kiểu càng ít người nhìn thấy càng tốt ấy. Nhưng mà năm nay mình bị nghiện highlight và mình tin là trong năm 2016 thì cái độ nghiện của mình nó sẽ còn tăng cao hơn nữa. Và có một bảng highlight mình muốn nói đến ở đây, đấy là của Becca. Cái này là Champagne Glow, dựa theo tên của một cái highlight rất nổi tiếng của Becca, đấy chính là Champagne Pop. Từ khi mà mình dùng cái Champagne Pop của Becca thì mình kiểu cái sự nghiện highlight của trong người mình nó bắt đầu trỗi dậy. Kiểu bây giờ đang bí từ không biết nói gì. Và nếu mọi người muốn để dành tiền và mua một cái highlight thì mình tin là Champagne Pop của Becca sẽ là một sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Nên là nếu mọi người muốn mình làm riêng một video để nói về highlight chẳng hạn thì đừng quên comment ở dưới cho mình biết nhá. Bởi vì mọi người biết đấy, bây giờ mình đã trở thành một con người khác rồi. Mình nói cái này 2 lần rồi nhưng mình vẫn phải nói tiếp. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với mọi người tất cả những sản phẩm mà mình đã cực kỳ yêu thích trong năm vừa rồi. Mình hy vọng là sau khi xem video này thì mọi người có thể chọn được cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất. Nếu mọi người có sản phẩm gì mà mọi người không thể sống thiếu trong năm vừa rồi thì đừng quên comment ở dưới cho mình biết với nhá. Mình cũng rất muốn thử những sản phẩm mới trong năm tiếp theo này. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này. Đừng quên video tiếp theo thì sẽ là về skincare, nên là nhớ subscribe cho channel của mình để có thể xem được những video tiếp theo nhá. Mình sẽ gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye!